Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip này, mình giới thiệu dòng phân tần nền hậu SX700, nghĩa là con là nắp cho dòng loa 715 của JBL. Cái hậu này nó sẽ vừa luôn với cái hậu anh em mình đang dùng, nếu như là bị mất thì có này vào rất là hợp lý luôn. Dây có sẵn luôn, anh em thấy dây bát, dây tép là có sẵn luôn rồi nhé. Điền luôn như này. Con linh kiện bên trong và dòng phân tần này đánh cho bát 40 và một tép kèn 750. Với con phân tần thì anh em thấy đây là có hai công tắc để tăng được cho bát và tép. Anh em mình ấn thằng dấu cộng này nó sẽ hơn này. Đấy, sáng hơn, nực hơn. Ở đây thì ghi là Mỹ nhưng không có anh em nhé, không phải là của Mỹ. Hàng sản xuất tại Trung Quốc. Và phiên bản này thì bên mình cũng cam kết là hàng Trung Quốc anh em nhé. Cam kết anh em là hàng Trung Quốc, không phải sản xuất trong Việt Nam mình. Chất lượng niên hậu và giá thành bán cho một đôi là 750.000 đồng, đã được bao ship rồi anh em nhé, đã được bao ship rồi. Và cái mạch nó rất là khôn, anh em mình thấy là hàng công ty nhưng mình không phải nói đây nó là hàng tự ráp dựng được. Tự ráp thì anh em mình thấy những cái mạch nó không thể đẹp được như này, đúng không ạ? Linh kiện bên trong và có hai cuộn seal. Anh em mà cần một cái phần tần mà sẵn hậu như này thì anh em mình liên hệ trực tiếp nhé. Ở đây là mình anh em thấy đây họ sẽ bắt bằng rắc niu chích để cắm vào cái nối loa nhé. Cái này đánh cắm chiều nào vào cũng được, vì nó thông nhau mà, chiều nào cũng được. Để online sang cái từ cái loa này sang cái loa này. Đấy, tín hiệu. Đấy, ví dụ online tín hiệu từ đây qua đây thì nó câu thằng nhau luôn được, còn đi nó thông nhau mà. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên Huấn Audio và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Chào anh em nhé.